thấy anh muốn sâu hơn á, anh ép anh chỉnh xuống đây chứ này. Dưới là đúng rồi, là sâu đúng không, làm cho là mỏng đúng không? Làm cái giữa là đúng định mức hả? Đúng rồi. Đây em nguyên mỏng, nào ấy chỉnh sâu lại đi. Đi ngắn dài vậy. Chỉnh đại, đây hết đây. Này chỉnh chỉnh cái ăn đúng không? Ừ, sâu ngắn thì đó. Cái lượng này bao nhiêu được? Đây nè, anh nhìn thấy nè, cái đầu bò mà nó chạy hết chỗ này là nó hết rồi, nó chuẩn bị chạy hết rồi. Cái này là hơi dài nè, thấy không? Anh tăng cho nó lùi lại chút xíu là nó ngắn lại thôi. Thôi lỡ rồi cho nó chạy hết đi chứ sao giờ dặn được. Chạy hết găng vô trong rồi sao chạy nữa. Tháo trong tháo cặp này đi. Được. Trời, mẹ, có gì đâu. Đó, cái này rất là dài. Để một miếng thôi. Đi ra đi, xe lại. Sao này á, xem xong cái này xíu mà. À, đổ sâu vô hơn. Sâu hơn nữa rồi, chỉnh xuống sâu xuống đây nè. Cái gì rồi? Vô ăn rưỡi nè. Cái này nếu mỏng một inch là ông để mức này là ok nè. Bây giờ ông muốn để đâu cũng được. Nói tóm lại là xài găng dài găng ngắn thôi. Rồi chỉnh là đi ra vô rồi đúng không? Cái này không dùng cái gì? Là chỉnh gì? Đừng có mẹ đó. Để tôi có đánh được nữa. Má đi, mẹ xuống đi. Vô đây là mình tiện cái ống của ba lên thằng chỉnh đây quá. Mà đụng đụng găng nó quá. Thì đó, nó để kích cỡ lên á. Đây là ống 42. 49 42. 42 đó. Rồi ống 34 nè. Hồi nãy để chỗ là găng 34 nè. 7 34 đó, nhỏ nhỏ rồi. Kéo tới đó rồi. Rồi ok. Rồi xong. Cái này là nó chỉnh sẵn cho mình luôn nè. À. Đúng không? Rồi vậy đi. Rồi.